Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2020. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm nào bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo Reno 2F. Đây ạ, Oppo Reno 2F. Thì con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 5 triệu đồng các bạn nhá. Oppo Reno 2F đấy ạ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 5 triệu đồng ạ. Đấy, 5 triệu đồng. Thì mình sẽ nói qua về hình thức của máy này. Đây, hình thức con này thì là khách xài rất là dữ nhá. Có kèm theo cả ốp này. Đấy, ốp theo máy này. Đấy ạ. Và đây thì là máy đẹp 9899 luôn các bạn nhá. Con này thì là máy đẹp 9899 luôn. Thì vì con này Oppo Reno 2F này, khách vừa mới mua thôi các bạn nhá. Đấy, Oppo Reno 2F đấy ạ. Khách mua chưa đầy được 1 tháng các bạn nhá. Đấy ạ. Máy đẹp như kiểu là mới luôn các bạn nhá, không khác gì mới, chỉ thiếu mỗi hộp thôi là thành máy mới cho các bạn nhá. Đấy ạ. Oppo Reno 2F. Thì mình sẽ nói qua về cấu hình Oppo Reno 2F này. Thì là cấu hình con này là bộ nhớ trong con này là, đây mình sẽ nói qua đây. Đây. Con này là RAM 8GB này, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình con này là màn hình là 6,5 inch nhá. Full HD cộng các bạn nhá, màn hình 6,5 inch, Full HD cộng. Pin con này là pin 4000. Đấy, pin 4000 nhá. Đây, màn hình là 6,5 inch, Full HD cộng này. Đấy, rất là đẹp các bạn nhá. Con này thì máy đẹp 9899%. Máy đẹp như là mới, khách dùng xài ốp này rất là ok nhá. Con này thì khách vừa mua chưa đầy 1 tháng các bạn nhá. Oppo Reno 2F ạ. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 5 triệu đồng các bạn nhá, rất là rẻ nhá. Đấy, Oppo Reno 2F 5 triệu đồng. Đấy. Camera thỏ thụt. Đấy. Ui giời, nó nét kinh khủng luôn các bạn. Đây. Nét kinh lắm, đẹp lắm. Oppo Reno đây. Cam trước thỏ này, đấy. Thỏ đấy nhá. Đấy, thỏ thụt nhạy lắm đấy. Đây, mình đây. Đấy. Oppo Reno 2F đấy. Mình sẽ thêm thử phần nghe nhạc sản phẩm Oppo Reno 2F này. Với cái màn hình là 6,5 inch thì các bạn xem là cái video nó chất lượng như thế nào. Đây, mình đang kết nối wifi đây. Nó nhiều ứng dụng quá. Mình sẽ vào, ui, nó nhiều ứng dụng quá. Để mình sẽ vào YouTube xem cái phim 4K cho các bạn xem nhé. Phim 4 này, K này, đấy. Các bạn xem phim 4K thì, ui, nó quá là tuyệt vời luôn ạ. Đây ạ. Các bạn xem phim 4K thì nó quá là lét luôn. Đây. Xem phim 4K thì nó quá là nét luôn. Đấy, các bạn nhìn nghiêng không một độ bóng mờ gì nhá. Màn hình nó màn hình AMOLED mà, rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. Các bạn nhìn cái X rõ một. Đấy. X chạm tràng. Úi, đẹp không? Đấy. Rất là đẹp nhá. Mà loa nghe nhạc thì mình sẽ thử nghe nhạc cái bài con này xem nào. Nhanh lắm. Với con RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB thì các bạn dùng quá là phê luôn. Mà giá cực kỳ là rẻ, với giá 5 triệu đồng thôi. Đấy, rất là rẻ nhá. Đấy. 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 Mà rất to. Sản phẩm Oppo Reno 2F này các bạn, nhà các bạn mà có bà xã hoặc là người yêu các bạn mua về tặng các bạn gái rất là tuyệt vời nhá. Tại vì Oppo Reno 2F này nó có camera trước thì các bạn có thể livestream Facebook hoặc là bán quần áo các kiểu hay là bán hàng online trên Facebook ấy thì rất là tiện lợi, tại vì Oppo nó selfie cái camera thì nó rất là đẹp nhá. Đấy, nên mình nên khuyên mà cái tiếng thu âm thanh của nó rất là to hơn những sản phẩm iPhone, thì các bạn bán hàng online các bạn thể là mua sản phẩm Oppo Reno 2F, các bạn phải để livestream rất là tuyệt vời nhá. Đấy, Oppo Reno 2F này. Đấy, màn hình đẹp, máy đẹp này. Máy màu này rất là đẹp, màu tím màu xanh rất là đẹp. Đấy, có tặng kèm bạn cái ốp nhá.
các bạn mua về tặng cho bà xã hoặc là người yêu sản phẩm Oppo Reno 2S này các bạn, rất tuyệt vời nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Reno 2S này, các bạn đi tay hàng mình là sớm nhất, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình, và ba là địa chỉ cửa hàng của mình. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng mình có thể trực tiếp cửa hàng mình. Và hình thức mua bán bên mình rất nhiều thức. Các bạn nào tin tưởng bên mình rồi, các bạn hãy chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được con này là mình sẽ xem là con gì, mình quên mất tên rồi. Nova 3i nhá. Hawaii Nova 3i ạ. Đấy, mình xem. Cầu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB nhá. Đây ạ. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Đây Nova 3i ạ. Con Nova 3i này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.500.000. Chỉ với 2.500.000 thôi các bạn đã sở hữu là RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB rồi, rất là rẻ nhá. Máy con này hình thức là còn đẹp 90% các bạn nhé. Đấy, máy cũng đẹp 90% nhá. Đấy, rất là đẹp ạ. Mặt sau là hai camera vân tân vân tay nhá. Hawaii dùng rất là ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Hawaii Nova 3i này các bạn đi hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Đấy, màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tay thỏ tay chuột. Đằng trước thì có hai camera này, rất là tuyệt vời đấy ạ. Đấy. Bạn nào muốn chi tiết về thêm cấu hình con này các bạn thể lên Google search cho mình nhá. Đấy. Bên mình đang bán các bạn với giá là 2.500.000, màu này rất là đẹp nhá. Rất là rẻ, 2.500.000 đấy. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được 1 tuần và bảo hành 6 tháng nên các bạn yên tâm về sử dụng các bạn nhá. Và mọi vấn đề lỗi thì các bạn có thể là gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình đây và mình sẽ sửa chữa và khắc phục cho các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung gì nhỉ? Mình quên, mình xem. A6 cộng hay sao ấy. A6 2018. Mình sẽ xem này. Con này là Samsung A6 2018 này. Con này là bản công ty 2 SIM. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. A6 2018, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì là máy zin nguyên bản này, chưa sửa chữa, chưa ép kính gì. Con này thì hình thức còn 90%. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng sản phẩm Samsung A6 2018 nhá. 2 triệu đồng đấy ạ. Samsung A6 2018. Máy rất là đẹp nhá, bản công ty 2 SIM nhá. Máy nó khá cứng cáp đẹp nhá. Đấy. 2 triệu đồng rất là rẻ nhá. Đấy. Và hôm nay nhà mình về là mấy con 1 triệu này. Đây ạ. Đây. Hai con này 1 triệu. Con này là Samsung Z3 2016 này. Đây ạ. Z3 2016. Đấy, con này hình thức cũng còn 90%. Bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Z3 2016 này. Và con này con Oppo A7. A7 thì hôm nay mình vừa mới cũng là thâu lại của khách xong nhá. Vừa ngày hôm nay xong. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB nhá. Oppo A7 đấy ạ. Các bạn mua về tặng cho bà, bố mẹ, người thân hoặc là các em nhỏ đi học cũng rất là tuyệt vời nhá. Đấy. Này. Hai con này thì bên mình đồng giá cho bạn với giá là 1 triệu đồng. Các bạn mua về cho các em học sinh, ví dụ mà đi học chẳng may bị mất cắp hay là mất, ví dụ rơi mất ấy, thì các bạn đỡ sốt ruột nhé. Đấy ạ. Đấy. 1 triệu đồng một con nhá. Z3 2016 1 triệu này. Oppo A37 này 1 triệu nhá. Đấy, kênh YouTube mình chủ yếu là máy giá rẻ cho học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và các bạn thu nhập thấp nhá. Đâm là các bạn yên tâm về giá cả đi. Đây con Nokia 105, con này thì 200k nhá. Con Nokia 105 này bên mình đang bán các bạn với giá là 200k, con này là bản 1 SIM nhá. Rất là rẻ. Các bạn có thể làm máy phụ chống cháy nghe gọi rất ok nhá. Đấy, 200k. Tặng cho các bạn là sạc nhá, còn tiền ship các bạn phải chịu nhá. Đấy, tặng các bạn sạc, tiền ship phải chịu nhá. Và hôm nay nhà mình về được con Oppo A51 ạ. Đây con Oppo A51. A51 thì cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Con Oppo A51 này thì hình thức còn 90%. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 900k nhá. Đấy, Oppo A51 đấy ạ, 900k. Đấy, thanh lý giá lợn chết cho các bạn nhá. Đấy, Oppo A51 đấy ạ, RAM 2 bộ nhớ 16 900k nhá, rất là rẻ nhá. Đấy, bạn nào không có nhu cầu máy nhiều tiền, các bạn có thể chọn máy ít tiền cũng được nhá, rất là ok nhá. Đấy, nhà mình có mẫu máy ít tiền. Đấy, rất nhiều máy tiền.
Và đây là con Samsung này là Samsung gì nhỉ? Z5 Pro. Z5 Pro hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Đây Z5 Pro, con này thì máy 2 SIM 2 sóng. Hình thức con này là máy đẹp là trên 90%. Con Z5 Pro này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.700.000 nhá. 1.700.000 sản phẩm Samsung Z5 Pro đấy ạ. Đấy, Z5 Pro. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB. Bên mình đang tặng bán cho bạn với giá là 1.700.000 nhá, sản phẩm Z5 Pro 2 SIM 2 sóng ấy, rất là rẻ nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro này các bạn nhớ hàng mình sớm nhất nhá. Rất là rẻ. Và đây là con S7 này. S7 thì hôm nay nhà mình được về được mỗi một con này thôi. Hôm nay nhà mình vừa về được con này. Đây. Con S7 thì các bạn cũng đã dành rồi. Cấu hình con S7 này là RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Con này là bản 1 SIM nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.850.000 nhá. 1.850.000 sản phẩm Samsung S7 đấy ạ. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Nói chung là RAM 4GB các bạn chạy thì quá là tuyệt vời luôn. Quá là phê ạ. Đây. Đây. Đấy. S7 nhá, rất là đẹp nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nhìn hàng mình là sớm nhất, 1.850.000. Hôm nay nhà mình còn một con duy nhất nhá. Rất là rẻ, thành vì cực kỳ giá coi như là quá học sinh sinh viên, RAM 4 các bạn chạy quá là tuyệt vời luôn, pin 3000. Màn hình là độ phân giải 2K nhá, màn hình là 5,1 inch. Đấy, màn hình độ phân giải 2K các bạn xem phim thì quá là tuyệt vời luôn. S7 thì rất là ok nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Oppo A1K đấy ạ. A1K thì con này thì bên mình đang thiết kế bạn giá là 1.800.000 đấy ạ. A1K thì là cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là màn hình hơn 6 inch, tràn viền, tai thỏ tai chuột, pin thì là hơn 4000 nhé. Hình thức là máy đẹp là trên 90% đấy ạ. Máy màu đỏ rất là tuyệt vời, tặng cho bà xã hoặc là người yêu, hoặc các bạn hợp màu đỏ này các bạn có thể mua về dùng màu đỏ rất là ok nhé. 1.800.000 sản phẩm Oppo A1K đấy ạ. RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB. 800.000 sản phẩm Oppo A1K nhá. Pin thì hơn 4000, màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền tai thỏ tai chuột đấy ạ. Rất là ok nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn, thì các bạn thấy giá bên mình hợp lý thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình nhá, để biết giá chi tiết và chi tiết của sản phẩm nhá. Nếu mà tin nhắn mình không trả lời thì các bạn có thể nhấc máy lên trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình nhá. Mình sẽ nghe máy mọi lúc mọi nơi, trừ khi sớm quá lúc mình đang ngủ nhé, buổi sáng mình đang ngủ thôi. Còn bình thường là cứ từ 7 giờ đến mình sẽ làm việc nghe máy tất cả các bạn. Đây số này số chính của mình, các bạn có thể gọi số chính của mình nghe lúc nào cũng được. Nhưng mà tối muộn quá thì mình cũng đi ngủ hoặc là mình bận level, mình đi chơi mình không nghe máy được thì mong bạn gọi lại hôm sau giúp mình nhá. Và đây là hai sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà, con này là sản phẩm Samsung A5 2016 đấy ạ. Hôm nay nhà mình vừa mới về con này. Hình thức con này cũng khá là ok, hình thức còn 90% các bạn nhé. A5 2016, con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Đấy, A5 2016 bên mình đang bán bạn với giá là 1.500.000 nhé. Samsung A5 2016 máy màu gold. Đấy, con này thì nói chung là quá nồi đồng bồi đà luôn. Dòng này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất là ít nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2016 này các bạn nhìn thấy hàng mình là sớm nhất, 1.500.000 cho các bạn nhé. Đấy, 2 SIM 2 sóng rất là ok ạ. Samsung thì hỗ trợ phông chữ rất là to. Các bạn mua về tặng cho ông bà bố mẹ thì quá là tuyệt vời nhá. Đấy. Muốn làm con ngoan trò giỏi thì các bạn thể cứ mua về đi, tặng cho ông bà bố mẹ sử dụng đi. Tại vì bây giờ thì cũng đây. Nói chung là cứ ăn chơi thoải mái đấy các bạn đã nhỉ. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được con Vivo Y81 này, Vivo Y81. Con này thì bên mình đang thành lý bạn giá là 2 triệu đồng. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Hình thức là máy đẹp là trên 90% nhé. Bạn nào xích sản phẩm Vivo Y81 này các bạn nhìn thấy hàng mình sớm nhất. Con này thì là màn hình hơn 6 inch, tràn viền, tai thỏ, tai chuột đấy ạ. Đấy, mà RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Bên mình thành lý bạn giá là 2 triệu đồng thôi, rất là rẻ nhé. Đấy, rất là rẻ. Kênh YouTube của mình thì chủ yếu là máy giá học sinh sinh viên nên các bạn cứ yên tâm về giá cả nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành lý cho bạn. Thì các bạn xem video mình thì hay, các bạn nhìn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video clip của mình nhá, và hẹn gặp lại clip tối ngày mai. Và xin chào và hẹn gặp lại clip tối ngày mai nhá.